Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game quen thuộc Minibus Simulator Việt Nam, một trong những cái tựa game lái xe trên điện thoại của người Việt Nam làm nha các bạn. Ok, và hôm nay mình sẽ trải nghiệm lại cái con xe Ford Transit để sẽ chạy cho một cái hãng xe mà mình nghĩ là nhiều bạn sẽ biết đó. Futa Busline, đó là cái thương hiệu rất là quen thuộc rồi, đó là xe của Phương Trang nha các bạn. Nhiều bạn comment là anh ơi hãy lấy xe 16 chỗ làm xe trung chuyển rồi các kiểu đi. Đó, thì mình nói chung cái ý tưởng của các bạn mình cũng rất là thích. Nhưng mà trong cái tựa game này không thể nào mà lái kiểu trung chuyển được. Vì các bạn biết lái xe trung chuyển là sẽ rước khách tại bến xe đúng không? Nhưng mà sẽ trả khách ở những cái địa điểm khác nhau và trả rất là nhanh các bạn. Ví dụ như chỗ này trả cái chạy lại đằng khúc kia, quẹo vô hẻm trả khách xuống cái, rồi lại đằng tiếp đằng kia trả cái nữa, kiểu kiểu vậy các bạn. Nhưng mà game này đâu thế nào mà trả kiểu đó được đó. Nên là hôm nay mình cũng sẽ chạy xe trung chuyển của Phương Trang, nhưng mà mình sẽ chạy từ quê lên thành phố nha các bạn. Đấy, hôm nay thì con Ford Transit này thì mình hôm trước mình có nhớ là có chạy từ thành phố về quê một lần rồi đó, thì hôm nay mình sẽ chạy ngược lên để cho các bạn xem. Và đặc biệt hơn, mình cũng sẽ chạy buổi tối và cũng là trời mưa luôn nha các bạn. À, đi buổi tối trời mưa nghe bô Lego thì nó gọi là quá chuẩn bài bây giờ các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đề máy lên nha các bạn ơi. Đây, mở cái điện thoại lên, mở khóa rồi các kiểu các bạn. À, mở khóa nè. À, giờ đề máy nha. Đề máy lên, mở đèn nội thất đầu lên coi cái gì mà tối dữ thằng vậy. Đó, hiện tại thì khách đang đứng ở đây nè các bạn thấy không, để mình tranh thủ chạy qua rước khách, để mưa quá trời mưa ướt khách hết các bạn. Rồi, vô số nhóm lên, rồi chạy lên, chạy lên, chạy lên đây. Rồi, ok mọi người ơi, từ để mở cửa, mở cửa ra cho khách lên, mở cửa mở cốp ra nè, tại là có lơ xe đứng đàng hoàng nha các bạn. Em coi ra nào, hiện tại thì khách chưa có bỏ đồ hành lý lên nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho khách lên nha các bạn. Rồi ok, lên luôn khách ơi. À, chúng ta sẽ chở 16 khách và hành lý thì được 4.8 triệu nha các bạn. Chuyến này chúng ta được 4 triệu mấy, nó ít tiền hơn là cái chiếc xe mà 29 chỗ của bạn. 29 chỗ thì tiền nó nhiều hơn tí. Ok, bây giờ khách đang lên xe nha các bạn. Đào, khách đào. Rồi, hiện tại khách lên xe rồi nè các bạn ơi. Đầu để mình mở đèn lại coi. Nè, hành lý đã được bỏ đồ vô rồi nha các bạn. Đó, hành khách đã bỏ đồ vô rồi đấy. À, lên xe nè. Rồi, đóng đằng sau lên đi. Tài xế lên xe chưa? À, tài xế lên xe rồi các bạn. Tài xế thì ngồi phía trước với hai người khách. Rồi, đóng cửa trước lại. Rồi, lên xe, đóng cửa, đi luôn. Ok, phải vào trong xe coi. Đây, ui, đèn nội thất sáng trưng luôn các bạn ơi. Mình sẽ mở cái đèn đằng trước nha các bạn. Đây, mới thấy đường chạy, để coi. Mở đèn thường nữa nha, không mở đèn pha nha. Rồi, ok, let's go. Ơ, sao chạy không được. Ơ, à quên vô số. Rồi, ok, mình vô số các bạn. Để mình bật nhạc bô Lego cho các bạn nghe nha. Đây, bật lúc nào ta. Đó, ok. Ơ, bật giặt mưa các bạn ơi, mưa quá mưa. Mặt giặt nhanh luôn nha. Rồi đi 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 thôi các bạn. Ok, let's go. À, quên nữa, để mình bật cái gương chiếu hậu thử cho các bạn xem nha. Tại vì nhiều bạn bảo là game này không có gương chiếu hậu, nhưng mà thật ra là có các bạn. Đây, cái gương chiếu hậu nằm bên này nè. Nhưng mà mình bật thì nó sẽ bị lắc game, nên mình không dám bật ấy. Đây, bật lên nè các bạn. Đó, có gương đàng hoàng. Để mình coi coi mình chơi nó có bị lắc không nha các bạn. Ôi, chắc, trời ơi, đụng vách tường luôn rồi. Rồi, lũi vô vách tường luôn các bạn. Ôi, mình thấy nó cũng gọi là không lắc máy các bạn, đúng không? Vẫn còn mượt mà nè. Đó, vẫn còn mượt mà, nhưng mà có điều là cái bên này nó che luôn cả cái kiến hậu các bạn. Anh chừng nè, coi, mình nhanh trái nè. Quẹo trái, quẹo trái. Chạy ra, khỏi bến. Đó, đây bây giờ mình sẽ ăn hết mấy cái nút này nha các bạn. Ây da, ôi trời ơi. Mới ra nó đụng lộn với con người Ford Ranger rồi các bạn. Trời ơi, sorry. Giờ này buổi tối chắc gọi là mọi người đi ngủ hết rồi các bạn. Đụng chắc không ai biết đâu, trên đường chạy lè lè. Để ta biết, ta bắt đền mình toan luôn các bạn ơi.
Rồi sao tiếp đi. Đây các bạn, hiện tại mình đang bật cái chiến hậu nè, các bạn thấy không? Đây, chiến hậu nhưng mà nó cũng gọi là không lắc lắm nha các bạn. Mình thấy cũng ok chứ. Mình tưởng nó bật nó sẽ bị lắc các bạn, nhưng mà không, bật không lắc. Rồi, ra khỏi cái chỗ cái làng mình nha các bạn. Hiện tại thì mình đang ở vùng quê, bây giờ mình sẽ chạy lên thành phố. Đây, bây giờ là buổi tối nè các bạn thấy không, mọi người ngủ hết trơn rồi. Có xe mình chạy thôi. Rồi, mình sẽ nhanh nha. Từ hết thấy cái đèn nhanh nào. Ê, ném bay cái sông bà nữa nha. Rồi, chạy ra các bạn ơi. Đó. Em chưa, em chưa. Ủa cái đèn này không thấy gì vậy? Ngồi trong xe thấy mà ra ngoài không thấy gì hết các bạn. Em mở cái đèn pha luôn nha các bạn. Hiện tại thì cái đoạn này kiểu là nó không có xe chạy ngược chiều ấy, nên mình sẽ mở đèn pha để cho các bạn nhìn nó rõ hơn một tí. Mưa quá, mưa lớn rồi, nó đã khuất tầm nhìn trời mưa rồi các bạn. Mà gọi là còn không thấy đường nữa. Khổ quá. À bây giờ ui, đi cầu bằng gỗ các bạn ơi. Giờ phải chạy qua cầu bằng gỗ nè. Đó. Đó. Ờ, cái cạn giờ cái xe mình nó lắc rồi nè. Nhưng mà hên là xe mình xe đời mới đó nha. Nó còn đỡ, cái zip nó còn hiện đại các bạn. Nó đỡ nhúng ấy. Chứ mà xe càng cũ nó càng nhúng dữ hơn nữa. Đây cái đoạn này nó cũng khá là nhúng luôn nè các bạn ơi. Đây là cái đoạn phải gọi là đường đất mà đường gồ ghề luôn ý các bạn. Nhưng mà xe mình thì trong ngồi trong này vẫn ok à, mọi người vẫn ngồi bình tĩnh lắm. Mọi người ai có dây an toàn thì đeo vào cho nó an toàn nha. Đây, mưa quá mưa các bạn ơi. Được thôi. Cái đầu nó nhỏ quá ta. Hay là mình chạy ra ngoài lề luôn các bạn. Nè. Đâu. Ra ngoài lề, ra đường đất ngoài này nó còn đỡ nhồi hơn là đi trên cái đường đó nữa các bạn. Đó. Ông làm cho cái nhà tới đụng cái nhà rồi. Để chạy vô lại các bạn. Đó. Đường lộ gì mà làm thua cái vỉa hè ở trong nữa các bạn. Rồi. À bây giờ mình sẽ rời khỏi cái thôn này nha các bạn, cái ấp này. Rồi, mình sẽ lên cái đường trên này. Ô, mình thấy xe kìa các bạn ơi. Đó, trên này là có xe rồi đấy. Mưa lớn quá, không biết xe trên này chạy sao nữa. Đó, ok các bạn ơi, mình sẽ nhanh nha, nhanh phải nha. Từ đi ra có xe không cái đã. Rồi, không có xe. Chiều thôi. Rồi ok. Đây. Cái đoạn này hai bên là nước nha các bạn. Bình thường chạy buổi sáng là đã khó rồi, bây giờ chạy buổi đêm nữa. Buổi đêm mà là chạy qua cái đoạn đường mà cái đường này nè các bạn. Không thấy đường mà còn trời mưa nữa các bạn. Đường trơn trượt nữa. Không biết có bị lọt xuống không nữa. Nhưng mà mình thấy đây đoạn mà chạy chậm mà chắc nha các bạn. Chạy chậm chậm thôi. Ui, hôm nay đông xe nha các bạn, mặc dù buổi tối nhưng mà rất là đông xe luôn ấy. Không thấy đường để nha, để vượt luôn. Để mở cái đèn đèn con nha các bạn. Còn gì, còn gì không em, còn gì ngoài một con tim. Em qua, em qua. Ôi, có xe ngược chiều. Thật quá. Các bạn thấy mình lắc kinh khủng không? Còn gì có một xe Ford Transit nó chạy ngược chiều lại nữa chứ. Còn gì đâu em. Được rồi anh đi. Em sẽ đi. Sẽ đi. Sẽ đi. Những gì em đã chán. Em sẽ đi. Những gì em đã chê. Các bạn nhìn ở ngoài không biết các bạn có thấy đường không nữa, nhưng mà mình chạy mình rất là tập trung luôn ấy các bạn. Đường nó đã hẹp rồi mà còn bị khuất tầm nhìn nữa. Có thui không đấy vậy trời.
này mà bay xuống dưới một cái chắc toàn luôn các bạn ơi. Rồi à, hình như là cái phía trước là cái chạm dừng chân nhớ nha các bạn. Đây chạm dừng chân phía trước nè, đông xe quá, để dán bò từ từ qua. Đó, đây là cái chạm dừng chân phía trước nè. Bây giờ mình sẽ vượt qua mấy xe này luôn nha các bạn. Còn gì không em, còn gì ngoài một con tim, tình buồn, tình ngồi không yên, em sẽ đi cho vừa. Còn gì không em, qua xin qua bác tài ơi. Còn gì đâu em, được rồi anh đi, em sẽ đi, sẽ đi, sẽ đi. À, bây giờ mình sẽ ghé bên bên trái các bạn ơi, hết đường rồi. À, ê, tôi bác tài ơi, bác tài ơi, bác tài ơi. Nhưng gì cho vào lọt nha. Đó, lọt các bạn ơi, cho các bạn thấy đỉnh cao của tài xế Phương Trang chưa. Bây giờ mình đang vượt qua một cái cầu gỗ nha các bạn. Chậm thôi. Tại là trời đang kỉnh hết các bạn. Nó vừa đen buổi tối mà nó vừa đen trời mưa nữa. Chậm qua, chậm qua. Ôi, sorry, sorry. Hình như là mình hung đích cái thằng 16 chỗ này các bạn. Ôi, mình vừa hung đích nó hay sao ấy. Số ghi bắt tài nhá. Chạy hung ta luôn các bạn. Phía trước mình cũng còn một con 16 chỗ giống mình luôn. Cho qua bắt tài ơi. Cho qua đâu đi. Đó, cảm ơn bắt tài nhá. Ok các bạn ơi. Ôi qua nè. Còn là cành nào rồi đấy. À, mình lên đất liền rồi nè các bạn ơi. Hết hết cho đi cầu rồi. Hết đi cầu các bạn, giờ mình lên đất liền rồi. Hai bên là cánh đồng nè các bạn thấy không. Cho tim thêm ngẩn ngơ. Thôi là hết em đi đường em. Từ đây sầu dẫm nát tim thôi. Đi sao trời đành bắt duyên anh. Lỡ làng cùng người anh. Ôi đông xe quá các bạn ơi. Đang kiếm đường vượt mà không có luôn các bạn. Xe nó chạy ngược chiều về đông quá. À mấy cái đoạn này nó không có đèn đường các bạn. Không biết vào thành phố nó có đèn đường đêm không. Nhưng mà mấy cái đoạn này kiểu là ở vùng quê á các bạn. Nên nó không có đèn đường nên nó tối thui rồi. Không thấy gì hết trơn ấy. Đó, đông xe phải rồi luôn. Nghĩ vào thành phố có thể là sẽ có đèn đường ấy. Còn cái đoạn này không thấy đèn đường nào ở đâu luôn. Tài ơi. Chơi mà chơi thắng gấp các bạn chạy gặp. Cái đèn đỏ quét nó đích hết trơn. Đây. Khó khăn thật sự luôn các bạn. Ôi là hết em đi đường em. Em vượt qua cái đi. Từ đây sầu dẫm nát tim. Rồi chém qua luôn, chém qua luôn. Ok. Ê, ngược chiều sẽ ngược chiều sẽ ngược chiều. À đây mình vào thành phố nè các bạn ơi, mình thấy được ánh sáng len lỏi trong thành phố rồi. Mình nghĩ là vào trong thành phố thì sẽ có đèn rồi đấy các bạn. Ơi. Ôi là trời, đặt thắng không ăn nữa các bạn, không hiểu luôn ấy. Rồi, chạy bất tài ơi, sau khi bất tài nha. Rồi, mình cho công an trước các bạn. Vào thành phố rồi đấy. Vẫn là cái quy tắc cũ, chạy chậm mà chắc nha các bạn. Chạy nhanh một phát. Vượt đèn đỏ. Ơ, mình vượt đấy, cái đèn xanh mà. Bữa nay không bị bắn tốc độ mà lại bị phạt đèn đỏ các bạn. Đèn thật sự mình vừa thấy cái đèn xanh mình chạy quá mà. What the hell. Ở đây bắn con đèn xanh nè.
À cái này đây xanh bên chiều bên này à. Khổ quá các bạn, làm như là kiểu là mình vừa chạy qua cái nó vừa chuyển qua đèn đỏ luôn ấy các bạn. Xui thật sự chứ. Rồi 2 triệu mấy các bạn. Bạn biết một chiếc này đi có 4 triệu mấy à. Bây giờ có 2 triệu mấy rồi, tí không biết có bị bắn tốc độ nữa không hay nè. Hôm trước bị bắn tốc độ quá trời luôn. Bắn tốc độ là phạt tới 4 triệu lần các bạn. Còn vừa đèn đỏ này phạt có 2 triệu mấy à. Nhưng mà nói chung đường nào mình cũng lỗ chân ấy. Cho qua đi bắt tài. Rồi, cảm ơn bác tài nha. Chạy mà cứ là bị phạt, bị công an phạt hoài luôn ấy các bạn. Phạt nhiều cũng vậy đi mà còn chưa là tỉnh ngộ nữa. Không đó chứ hồi nãy mình bị xui đấy các bạn. Mình vừa chạy qua cái nó vừa đèn đỏ luôn à. Trời buồn, người càng buồn. Trong mây nước thêm bâng khuâng. Nhớ em từng phút mong từng giây. Công an trong này gọi là các bạn thấy ơ bấm nhầm tắt máy nữa chứ. Khổ quá. Rồi, ok đi tiếp. Bấm nhầm tắt máy nữa các bạn. Cho qua bắt tay ơi. Càng xa nhau mãi mãi. Thả xa người đừng à, các bạn thấy mình vượt kinh khủng chưa? Thêm dâng cao. Trời ơi, xui vãi rồi các bạn, lại gặp câu ơi, ở lâu lại gặp máy bắn tốc độ rồi, chạy 70 mấy. Ôi giời ơi, lỗ càng thêm lỗ các bạn ơi. Trời đất ơi, khổ quá mà, càng chạy nhanh luôn nè các bạn. Ờ mình thấy xe trống trống á các bạn á, mình đạp ga nó mạnh mạnh lên tí, nó chạy nhanh có một xíu, quạt nhỏ nữa. Khổ quá. Nghèo mà còn gặp cái eo nữa các bạn. Tình lại buồn vì ai. Con này tới thôi luôn các bạn ơi. Vì ai em ra đi mãi mãi. Cái méo gì vậy? Các bạn thấy cái đường nó chơi cái nó lạ, nó chạm bánh tôi luôn rồi đó. What the hell? Trời ơi, đường mưa, mưa nước nhiều các bạn. Nó chơi chạm bánh xe luôn à. Đâu rồi, cái xe đâu rồi? Hên là không gây tai nạn cho ai hết các bạn. Lại gặp đèn xanh đèn đỏ nữa các bạn. Mưa nãy giờ vẫn chưa hết. Mình thấy kiểu là mưa lớn luôn các bạn. Vô mùa mưa, cái mưa quá trời mưa. Rồi, à, tới đây mình sẽ nhanh trái luôn nè. Rồi đúng rồi các bạn. Rồi, hình như là mình gần đến. Đến nơi rồi đó nha mọi người ơi. Chuẩn bị kiểm tra tư trang hành lý các kiểu đi. Chúng ta có thể là xuống bánh xe nhá. Đây, mình lên tới thành phố rồi các bạn. Tâm xe quá. Rồi bắt tay ơi. Xin qua. Xin qua luôn bắt tay ơi. Đó. Lên đường là thành phố nó phải khác chứ các bạn đó nha. Đường nó rộng rãi hơn rất là nhiều. Mình tắt cái đèn phía trước đi các bạn. Nhìn nó âm u tí, nó tối tối tí. Nó cho nó dịu mắt các bạn. Bây giờ ở đèn thì nó sáng quá. Nãy giờ cũng quên tắt mấy cái đèn đó ha. Cho khách trên xe ngủ được kiểu. Tắt cái này thì nội thất nó rất là tối các bạn sẽ không nhìn được cái nội thất. Nhưng mà bù lại các bạn nhìn ở ngoài đường nó rõ hơn rất là nhiều. Còn bật cái đèn lên như vậy nè. Đó là cái đường nó sẽ gọi là nhìn nó không có rõ. Rõ bằng các bạn. Bạn tắt cái đèn nhìn đường rất là rõ luôn. Kiểu là những cái chỗ tắt đèn nó bị tối lại. Nên là mình cũng mắt mình nó sẽ tập trung ngoài đường để lái hơn. Thường mình lái xe buổi đêm cũng vậy. Mình lái xe thì mình không có khi nào mình bắt cái đèn nội thất hết trơn các bạn. Chỉ có đậu lại mới bật thôi. Ôi đông xe vậy.
em chen qua cái khoai, em chen qua cái đi. Đông xe vải chưởng luôn các bạn ơi. Không biết đâu này có công an không nữa, mình sợ công an bắt quá. À, bây giờ mình sẽ đi qua cái cầu nha các bạn ơi. Đây có một cầu dây văng. Cầu dây văng rất là dài luôn. Nói bằng cái cầu, nói là cái cầu dây các bạn, nhưng mà thấy cái cầu này dây nó kiểu nó gắn cho vui với các bạn. Đây. À. Mưa quá trời mưa các bạn thấy không? Đằng sau xe này thì nó không có cái gạt, gạt cái gạt mưa phía sau ấy các bạn. Nên cái này nọ nó đang dính những cái hạt mưa nè. Game nó chân thật đấy, là khi mà mưa khi mình chạy thế này các bạn, thì hạt mưa nó sẽ dính đằng trước này và cái đằng sau này là rất là nhiều. Còn hai bên thì kiểu là mình chạy tới các bạn nó hạn chế dính lắm, nên là các bạn thấy hai bên nó không có dính được mưa nè. Không phải không dính mà kiểu nó không có ướt nhiều như là đằng trước và đằng sau các bạn. Qua bắt bài ấy, xin qua lơ, xin qua lơ. Đó. Xin vượt hết các bạn. Rồi. Ờ, như phía trước này sẽ đỏ các bạn ơi. Rồi. Ở đây là mình sẽ rẽ phải nè các bạn nhá. Đây là mình rẽ phải vào trong cái bến xe nằm ở trong đường hẻm ấy. Xe thắng ăn ghê các bạn. Dễ một chút xíu là hung đích là ngao đi đó, làm có tiền đâu mà đền luôn ấy. Rồi đi thôi. 3 giờ sáng nha các bạn ơi. Tới nơi chắc cỡ 4 giờ luôn ấy. Đây bây giờ mình sẽ vào một cái đường hẻm rất là nhỏ luôn. What the hell. Ôi là trời, đường nó trơn các bạn ơi, mình đạp thắng không kịp luôn ấy. Đường nó trơn lạc tay lái luôn ấy, nguy hiểm quá. À, lái cho mày cho các anh các bạn. Thấy đường chậm đạp nhanh xíu à. Cũng gặp tai nạn đó. Tình đẹp như người đến trước bao đêm rồi tôi phận. Cua này nguy hiểm lắm, giật bánh như chơi đấy các bạn. Ở tới chưa ta, sao vô cái hẻm càng ngày nó càng nhỏ vậy? À như tới rồi các bạn ơi, có chỗ có cái lá cờ Việt Nam nè. Đây, đây, mình nhanh giải vào các bạn thấy không? Có một tên chỉ vào nè. Trong này nó sẽ có cái hai cái hướng đi vô cho các bạn. Tao chứ cũng đụng vô được. Cái bên này là các bạn đi vào nè, còn cái hướng bên này là đi ra nhá. Các bạn phải lưu ý kỹ nha, để đi vào bên kia là không được ấy. Các bạn thấy cái điểm cắm thì nhiều không? Đó. Vào cho nó đúng nha. Đây bến xe hiện tại xe khách đang đậu khá là nhiều luôn nè. Đây mình đậu đây các bạn, mình đậu ghế thằng Hyundai County nè. Rồi, vào luôn. Rồi, ok, trả khách nha các bạn ơi. Đấy, 3 sao. Lên cấp các kiểu đi các bạn. Ok, thì như vậy ngày hôm nay mình với các bạn cũng đã vừa tiếp tục trải nghiệm được một tập nữa trong cái tựa game Minibus Simulator Việt Nam rồi. Và mình thấy là trong cái tựa game này mình chơi là đầy đủ các xe, các map hết rồi. Mình không biết là nên chơi cái gì tiếp tục nữa các bạn. Nếu các bạn nào muốn mình chơi tiếp tục cái tựa game thì comment phía dưới nha. Nhưng mà mình cũng đang đợi update để chơi được tiếp cái tập tiếp theo ấy. Khi nào có update thì mình chắc mình sẽ chơi tiếp cho các bạn xem. Còn hiện tại tạm thời thì có thể chắc mình sẽ ngưng cái tựa game này mình để mình làm nhiều game khác cho các bạn xem nữa. Còn khi nào mà nó có update mới hoặc là các bạn yêu cầu nhiều quá thì mình sẽ làm tiếp. Đó, phải đi. Ok,
Bây giờ chắc mình kết thúc video đây, và bạn nào chưa ấn cho mình xin một like thì cho mình xin một like nhá. Còn nào chưa đăng ký thì cho mình xin một đăng ký luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.